gần gọi là F1 là 38 ca đã cách ly lấy mẫu xét nghiệm. Trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần gọi là F2 là 154 ca. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục khẩn trương truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp liên quan đến các ca bệnh. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thông báo khẩn với người dân đã đến những địa điểm mà bệnh nhân có mặt, cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất, tiến hành phong tỏa tạm thời các địa điểm mà bệnh nhân đã đến và thực hiện biện pháp tiêu độc khử trùng. Tất cả nhân viên phục vụ tại các địa điểm cung cấp dịch vụ cho bệnh nhân như quán cà phê, karaoke đều phải lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu cách ly tại nhà. Bộ Y tế, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ra công điện khẩn gửi các bộ quốc phòng, công an, giao thông vận tải và ngoại giao, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường giám sát, quản lý người nhập cảnh trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 trong khu vực và trên thế giới đang có diễn biến phức tạp. Theo gợi ý của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì vào chiều nay, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cũng đã chỉ đạo cho chính quyền thủ đô Phnom Penh và tỉnh Siem Reap, nơi phát hiện lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng, phải đóng cửa tất cả các trường học, tạm ngưng mọi hoạt động tụ tập trên 20 người. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Hun Sen là tất cả các trường học, kể cả các trường dạy nghề tại hai địa phương vùng dịch phải đóng cửa ít nhất 15 ngày. Tất cả các rạp chiếu phim, bảo tàng và nhà hát ở Campuchia cũng phải đóng cửa ngay lập tức kể từ ngày hôm nay. Ông cũng kêu gọi tất cả người dân không nên ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Mọi hoạt động phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn. Tính đến ngày 30 tháng 11, Campuchia đã tiến hành xét nghiệm được hơn 3.000 người có liên quan đến ổ dịch. Đã có thêm 8 người dương tính COVID-19 và một vài trường hợp đang được theo dõi. Như vậy là sau 3 ngày phát hiện lây nhiễm.